Dạ em Tùng à, chào anh em. Thì hôm nay mình lên cho anh em xem một cái đầu quanh. Đầu quanh này, đầu quanh cũ nha anh em. Nó là 12V tia laser 12 tia. Hàng là hàng cũ nhưng mà nguyên zin. Mình bảo hành cho anh em 1 tháng, sau này có gì mình hỗ trợ sau. Đầu quanh mã của nó là DW089GL. Thì cái hàng này là hàng Mỹ về, Mỹ về ha anh em ha. Ở thì nó là 4 tia. Thì nó là tia xăm, chuyên làm ở ngoài trời. Thì cái thân máy này giá của nó là 3 triệu. Còn anh em mua máy pin và sạc thì giá của nó là 3 triệu 7. Cái pin này và sạc này 3 triệu 7 ha. Thì cục pin này mình có bán pin cũ luôn ha. Rồi thì anh em có, nếu mà anh em đã có sạc rồi thì mình mua cái thân máy với cục pin thì 3 triệu 300 ngàn. Ok, đây Tùng test cho anh em xem. Nó là tia xanh, nó đi ngoài trời để cho anh em làm cái laser cân bằng. Rồi nó báo hở pin trên này để cho anh em làm ha. Rồi tiếp nữa thì mình sẽ một tia ha, 2 tia, 2 tia. Rồi tiếp đến nữa là 3 tia. Tia xanh này nó đi ngồi trời rất là đẹp luôn ha anh em ha. Trời nắng rồi là mình đi thoải mái luôn, đi ngồi trời ra đài đấy, nó sẽ tự cân bằng ha anh em ha. Đấy, nó sẽ tự cân bằng. Cái này nó có hít, nó có 500 hít ha. Và mình xoay được ha anh em ha. Anh em nào muốn mà pin pin trâu mà sử dụng một ngày ấy, thì mình mua pin 5A. Pin 5A của 12V thì giá khoảng 1,2 triệu. New 100. Còn pin theo máy thì làm nửa ngày ha. Đấy. Rồi nhờ anh em like giúp em Tùng một like. Mình sẽ quay xa hơn xíu ha, xa hơn xíu. Đấy, nó đang không có cái mặt bằng, nó không có được thẳng. Đây, cực kỳ chính xác luôn, nó có hết luôn. Ở dưới này thì mình có liên kết với cái cây ha. Rồi cảm ơn anh em.